Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin tổng hợp của kênh Tin Mới. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, đây là khoảng thời gian để chúng ta có thể nghỉ ngơi, thư giãn và cập nhật những thông tin đáng chú ý nhất trong 24 giờ qua. Và ngay sau đây hãy cùng điểm qua những nội dung chính có trong bản tin ngày hôm nay. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tin Mới trong bản tin ngày hôm nay. Các bạn thân mến, Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị và các bạn nội dung sau. Kính thưa quý vị, sông Hoàng Hà, con sông dài thứ hai của Trung Quốc, đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực phát triển của đất nước và được mệnh danh là sông mẹ của Trung Quốc. Dòng sông được đặt tên là Hoàng Hà trong tiếng Trung Quốc bởi sông có nước màu vàng và đục khi chảy qua cao nguyên Hoàng Thổ ở phía tây bắc Trung Quốc. Sông Hoàng Hà bắt nguồn từ tỉnh Thanh Hải và được mệnh danh là sông mẹ của Trung Quốc, đồng thời là cái nôi của nền văn minh Trung Hoa. Con sông dài thứ hai của Trung Quốc sau sông Dương Tử chảy qua 8 tỉnh và khu tự trị của Trung Quốc, trong đó có Thiểm Tây và Hà Nam, trước khi đổ bộ ra biển Bột Hải ở tỉnh Sơn Đông phía đông Trung Quốc. Trong hơn 2.500 năm, sông Hoàng Hà đã bị vỡ đê tới 1.620 lần tính tới thời điểm này. Trong suốt thời gian đó, sông Hoàng Hà cũng đã có 29 lần chuyển dòng chảy lớn ở vùng hạ lưu, tuyến đường thủy dài 5.464 km, nuôi dưỡng khoảng 12% dân số Trung Quốc, tưới tiêu cho khoảng 15% đất trồng trọt, hỗ trợ 14% GDP của đất nước và cung cấp nước cho hơn 60 thành phố. Sông Hoàng Hà chiếm 2% dòng chảy các con sông của Trung Quốc và đã từng bị chặn dòng từ năm 1972 đến năm 1999 do nhu cầu về nước tăng lên cùng với sự phát triển kinh tế. Kể từ tháng 8 năm 1999, sông Hoàng Hà đã chảy liên tục mà không bị chặn trong 23 năm liên tiếp nhờ hệ thống phân bổ tài nguyên nước, theo Ủy ban Bảo tồn sông Hoàng Hà thuộc Bộ Thủy lợi Trung Quốc. Thưa quý vị, mưa lớn và lũ lụt ở Trung Quốc được dự báo có thể xảy ra tại lưu vực sông Hoàng Hà bất cứ lúc nào sau khi vành đai mưa di chuyển về phía Bắc. Đài khí tượng Trung Quốc dự báo lượng mưa lớn ở trung lưu và hạ lưu sông Dương Tử sẽ giảm. Theo thông tin đăng tải trên tài khoản Weibo chính thức của Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc, chính phủ Trung Quốc vẫn quyết định duy trì mức ứng phó kiểm soát lũ thứ cấp trên các sông Dương Tử và Hoài Hà, cũng như các khu vực trọng yếu cần thiết ở phía Bắc, Taiwan News thông tin. Hôm qua, đỉnh lũ số 3 của sông Dương Tử đã hình thành. Tới 14 giờ chiều cùng ngày, hồ chứa đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử ghi nhận lượng nước vào tới 50.000 m3 mỗi giây và đạt đỉnh 60.000 m3 mỗi giây vào ngày hôm nay, theo Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho biết. Đến 8 giờ sáng nay, đỉnh lũ đi qua khu vực hồ chứa đập Tam Hiệp và đang tiến về trung lưu và hạ lưu sông Dương Tử. Trong bối cảnh dòng chính của trung lưu và hạ lưu sông vẫn đang duy trì mức nước cao. Trong khi đó, mực nước ở dòng chính của trung lưu và thượng lưu sông Hoài Hà đang giảm dần. Dù vậy, mực nước sông Hoài Hà cũng đã vượt mức báo động trong một thời gian dài. Tới ngày mai, mực nước ở trung lưu và hạ lưu của sông Dương Tử bên dưới thành phố Thạch Thủ, tỉnh Hồ Bắc và Hồ Bà Dương, Hồ Động Đình vẫn tiếp tục vượt mức cảnh báo. Dự kiến mưa lớn và lũ lụt có thể xảy ra ở lưu vực sông Hoàng Hà sau khi vành đai mưa di chuyển về phía Bắc vào ngày mai. Theo tờ tin tức Bắc Kinh, sau khi vành đai mưa di chuyển về phía Bắc, ngày mai mưa lớn sẽ xảy ra ở vùng Hoàng Hải, phía Bắc và Đông Bắc Trung Quốc, đồng thời lũ lụt nghiêm trọng có thể xảy ra ở sông Hoàng Hà, Hải Hà và các sông ở đồng bằng sông Liao. Sau 2 tháng mưa lớn và lũ lụt nghiêm trọng khắp sông Dương Tử, sông Hoàng Hà và sông Hoài, Tân Hoa Xã ngày hôm nay dẫn thông tin từ Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc cho biết lũ lụt do mưa lớn gây ra đã tác động tới 54,8 triệu người ở 27 khu vực tỉnh thành. Ngoài tổn thất về tài sản và thiệt hại kinh tế trực tiếp, theo công bố của giới chức, mưa lũ ở Trung Quốc năm nay khiến 158 người chết hoặc mất tích. Kính thưa quý vị, mưa lũ sông Hoàng Hà, con sông dài thứ hai của Trung Quốc chưa dứt thì bão Morakot ngày hôm qua đã hoành hành ở bờ biển phía đông Trung Quốc đại lục, quật đổ nhiều ngôi nhà, trong đó có một khách sạn, gây ngập lụt nhiều làng mạc, buộc gần 1 triệu người phải đi sơ tán. Sau khi gây ngập lụt nghiêm trọng nhất ở Đài Loan trong vòng 50 năm qua, bão Morakot đã khiến hàng chục người mất tích và bị chết, quật đổ một khách sạn 6 tầng. Trước đó, Morakot đã hoành hành ở Philippines, làm ít nhất 21 người thiệt mạng. Theo cơ quan khí tượng học Trung Quốc, bão Morakot theo tiếng Thái Lan là Ngọc Lục Bảo tấn công vào tỉnh Phúc Kiến, mang theo mưa to và gió lớn 119 km/h. Theo Tân Hoa Xã, người dân trang bị sẵn đèn pin khi bão bổ vây, gây mất điện ở thị trấn Bibi ở Phúc Kiến. Gió mạnh làm bật gốc cây, xé toạc chúng làm nhiều phần, trong khi nông dân cố gắng ngăn không cho cá bị cuốn trôi do nước dâng cao.
giới chức Chiết Giang đã phải đạp xe đạp để phát nước uống, mì tôm cho người dân bị nước lũ ngày một tăng cao bủa vây. Trong khi đó, các nhân viên cứu hộ cố gắng tới nơi một con tàu chở hàng bị gió đánh dạt vào một vỉa đá ngoài khơi Phúc Kiến để cứu 8 thủy thủ trên tàu. Bão Marakot được dự đoán sẽ yếu đi khi nó tiến về phía Bắc với tốc độ 10 km/h, nhưng theo cơ quan khí tượng Thủy Văn, nó vẫn mang mưa to và gió lớn tới Thượng Hải. Kính thưa quý vị, đêm qua ít nhất 6 tòa nhà chung cư ở miền Đông Trung Quốc đã bị đổ sập vì lở đất, khiến một số lượng người chưa xác định bị mắc kẹt bên trong, thông tin được báo chí quốc gia Trung Quốc đăng tải. Giới chức tỉnh Chiết Giang cho hay họ đã đưa ra được 6 người sống sót trong đống đổ nát của thị trấn Bành Tây, tỉnh Chiết Giang. Vụ lở đất là do mưa lớn trong trận bão Marakot gây ra. Trong khi đó, ở Đài Loan, hàng trăm người có thể đã chết sau khi một trận lở đất do bão Marakot gây ra vùi lấp cả một làng nhỏ ở vùng núi miền nam hòn đảo này. Báo chí Trung Quốc cho hay vụ lở đất xảy ra vào 22 giờ 30 phút đêm qua giờ địa phương ở Bành Tây, gần thành phố Ôn Châu. Một nhân chứng cho hay trên đài truyền hình Trung Quốc chỉ mất có một giây, đất đá ngốn trọn các tòa nhà chung cư cao 4 tầng. Theo phóng viên BBC, 6 hoặc 7 tòa nhà chung cư với mỗi tòa có khoảng 28 hộ gia đình đã bị vùi lấp trong đống đổ nát, vì vậy số người thiệt mạng dự tính sẽ tăng. Tân Hoa Xã đưa tin công tác cứu hộ bị cản trở do một lượng đất đá lớn gạch đổ lên người họ. Bão Marakot đã suy yếu thành bão nhiệt đới vào sáng ngày thứ hai, nhưng vẫn hoành hành ở Đông Nam Trung Quốc với lượng mưa rất lớn. Hơn 1 triệu người đã được sơ tán, 6 người được thông báo thiệt mạng, trong đó có 4 người ở Chiết Giang và 2 người ở Phúc Kiến và Giang Tây. Tân Hoa Xã cho hay hàng trăm ngôi nhà và làng mạc, thị trấn đã bị ngập trong nước. Hơn 2.000 ngôi nhà bị đổ sập. Trước khi làm mưa, làm gió ở Trung Quốc đại lục, bão Marakot đã đổ bộ một lượng mưa khoảng 2 mét xuống Đài Loan hồi cuối tuần, gây ngập lụt nghiêm trọng nhất ở hòn đảo này trong vòng 5 thập kỷ qua. Công tác cứu hộ đã được nối lại vào sáng nay để tìm người sống sót trong trận lở đất ở làng Xiaolin, vùng núi Tây Nam Đài Loan. Ước tính khoảng 600 người đã bị vùi lấp. Ở những nơi khác, Đài Loan xác nhận con số thiệt mạng vì bão Marakot là 38. Ngoài ra, còn hàng chục người khác bị thương và mất tích. Bão Marakot cũng gây mưa lớn ở miền Bắc Philippines, khiến ít nhất 22 người thiệt mạng vào tuần trước. Ở Nhật Bản, bão Eto có sức gió mạnh 108 km/h cũng gây ngập lụt và lở đất, khiến ít nhất 12 người thiệt mạng. Dự báo, bão sẽ tới thủ đô Tokyo vào hôm nay và mang theo mưa to. Giới chức Nhật Bản cảnh báo sẽ có lở đất xảy ra. Bão lớn và bão nhiệt đới thường xảy ra ở khu vực Đông Á từ tháng 7 đến tháng 9 hàng năm. Bão Marakot ngày hôm qua đã hoành hành ở bờ biển phía đông Trung Quốc, đại lục, Đài Loan, quật đổ nhiều ngôi nhà, trong đó có một khách sạn, gây ngập lụt nhiều làng mạc, buộc gần 1 triệu người phải đi sơ tán. Quý vị thân mến, lũ lụt đã khiến hơn 8.000 tàu hàng và thuyền đã bị kẹt trên suốt chiều dài 40 km tại khúc sông nối Chiết Giang với Thượng Hải. Báo chí Trung Quốc gọi đây là vụ tắc nghẽn nghiêm trọng nhất trong một thập kỷ qua. Theo hãng tin Xinhua, vụ nghẽn sông kéo dài tại khúc nối liền Thượng Hải với thành phố Hồ Châu thuộc tỉnh Chiết Giang. Nguyên nhân là do mực nước sông đã dâng lên tới mức cao kỷ lục khi trận bão Marakot tạo nên những trận mưa xối xả trút xuống miền Đông Trung Quốc. Mưa lớn gây ngập lụt ở khu vực này và khiến nước sông dâng cao đến mức kỷ lục, có lúc lên đến 5,36 mét. Cơn bão này trước đó đã tàn phá đảo Đài Loan. Vẫn theo Xinhua, khúc sông bị tắc nghẽn dài 145 km là tuyến đường thủy lớn chuyên chở 80% than đá dùng cho các nhà máy phát điện tại Thượng Hải, Chiết Giang và Giang Tô. Tờ China Daily cùng ngày dẫn tin một nhân viên quản lý cảng ở Hồ Châu cho biết tuyến đường thủy nối Thượng Hải và Chiết Giang đã bị đóng cửa trong 13 ngày vì lý do an toàn. Các giới chức Trung Quốc trước đó loan báo dịch vụ chuyên chở trên thủy lộ này sẽ được tiếp tục lại khi nào mực nước an toàn trở lại. Các dịch vụ vận tải không thể được nối lại cho đến khi nước rút bớt, một quan chức quản lý đường thủy nói. Tuy vậy, hiện chưa rõ tình trạng ách tắc này sẽ kéo dài bao lâu, dù cơ quan chức năng đang tiến hành những bước cần thiết với nỗ lực nhanh chóng giải quyết tình trạng tắc nghẽn này. Bão Marakot là cơn bão thứ 5 đổ bộ vào Trung Quốc trong năm nay. Bão đã khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và gây thiệt hại ước tính tới 1,33 tỷ đô la Mỹ. Giới chức quân sự Trung Quốc đại lục hôm nay cho hay khoảng 700 người mất tích ngay sau trận bão Marakot đã được tìm thấy vẫn còn sống. Tuy nhiên, hàng trăm người khác có thể vẫn đang bị vùi lấp trong bùn đất. Được biết, người dân ở nhiều làng đã di rời lên những khu đất cao hơn trước khi đất đá nuốt trọn nhà cửa của họ. Theo hãng thông tấn Trung ương cho biết, trong số những người sống sót được các đội cứu hộ tìm thấy có 200 người ở Bành Tây.
Nỗ lực cứu hộ khẩn trương vẫn đang được tiếp tục ở Bành Tây và những làng xung quanh kể từ cuối tuần vừa qua nhằm tìm kiếm hàng trăm người được cho là mất tích. Chúng tôi đã tìm được khoảng 700 người vẫn còn sống ở 3 ngôi làng vào đêm qua và 26 người khác vào sáng nay. Hiện chúng tôi đang triển khai 25 chiếc trực thăng để sơ tán họ. Richard Hu, một quan chức quân sự cấp cao tham gia vào nỗ lực cứu hộ cho biết, trực thăng quân sự đã và đang đưa người dân ra khỏi những làng bị cô lập sau bão, đường xá dẫn tới những ngôi làng này bị ngập nặng, trong khi nhiều cây cầu bị cuốn trôi. Giới chức Trung Quốc cho hay họ lo sợ rằng có thể hàng trăm người nữa vẫn đang bị mắc kẹt. Riêng tại Bành Tây, người dân của 100 hộ gia đình vẫn không liên lạc được và có thể họ đã bị chôn vùi. Theo phóng viên BBC, thành viên các gia đình xung quanh hiện đang đổ về Bành Tây và cũng yêu cầu chính quyền phái trực thăng đến làng của họ. Một số mang tấm biển, hãy cứu làng tôi. Công tác sơ tán và tìm kiếm người sống sót diễn ra khá chậm do phương tiện đi lại duy nhất ra vào các làng này là trực thăng. Được biết, một sân trường trung học đã trở thành nơi hạ cánh của trực thăng. Hàng dài xe cứu thương xếp hàng để đưa người bị thương tới bệnh viện. Người đứng đầu Trung Quốc ông Tập Cận Bình được biết sẽ tới khu vực để thị sát và đánh giá mức độ thiệt hại cũng như nỗ lực cứu hộ. Bão Morakot tấn công Trung Quốc và trút một lượng nước mưa ít nhất là 2 mét xuống khu vực hồi cuối tuần qua. Theo ước tính mới nhất, bão gây thiệt hại ít nhất là 225 triệu đô la Mỹ cho ngành nông nghiệp, trong khi gần 30.000 ngôi nhà hiện vẫn bị cắt điện và 750.000 ngôi nhà không có nước. Bão tấn công Trung Quốc đại lục, nơi khoảng 1,4 triệu người phải đi sơ tán khỏi các khu vực ven biển. 8 người đã thiệt mạng trong nước lũ và tới 10.000 ngôi nhà bị phá hủy. Tại thành phố Bành Tây, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, một vụ lở đất đã quật đổ 7 ngôi nhà, khiến 2 người thiệt mạng. Trong khi đó tại Nhật Bản, một trận bão khác, bão Eto, đã gây ngập lụt và lở đất khiến 15 người thiệt mạng và hàng chục người mất tích từ cuối tuần. Đêm qua, khoảng 1.000 người đã phải ngủ trong các nhà trú ẩn và 4.600 hộ gia đình bị mất nước. Và thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của Tin Mới. Để không bỏ lỡ những thông tin của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share và subscribe để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy nhấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của 30 tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của Tin Mới.